chào mọi người, chào mọi người đang quay trở lại với kênh của Loan Hê Si. Bạn Baby đây, đây chính là Bí Mật. Năm nay con chào các cô chú, năm nay con 9 tuổi. Mình sẽ rủ bạn Bi đi đi mua một chút món đồ ăn dành cho những đứa con nít, mà những món đồ ăn từ hồi còn xưa. Bây giờ các bạn theo chân mình nha. Bi hôm nay có chiếc xe hơi bị ghê nha. Có chiếc xe cho ăn gì ghê vậy hả? Ủa đóng cửa rồi sao mua Bi? Mua gì luôn? Không mua ở đây hả? Không mua ở đây hả? Đây là cái tiệm đầu tiên mà chúng mình đang tới, nhưng mà đóng cửa mất tiêu rồi. Thôi đi tiếp theo. Bi, em Bột và An. Xe kìa. Đây em quéo quẹo quẹo. Đây là quán thứ hai. Lên. Cái này lấy 2 viên. Này con, bít ba bôn. Lấy cái gì nữa? Bít ba bôn. Bít ba bôn 3 viên. Cái này phải không? Lại rồi 3 viên, còn cái nào? Có cái mặt nạ cô. Cái này nổ bỏ miệng ra, ăn nó cái cho không, không phải kẹo này, không phải. Xong có cái hũ bột. Ờ, cái đó hết rồi. Hết luôn hả? Đây này, cái này phải không? Rồi, ok, 2 bịch này. Nè, đi. 2 bịch. Cái quán này hồi xưa mình còn nhỏ là mình đã mua ở cái quán này nhiều lắm rồi. Dạ. Bà thối tiền cho con. Bà thối tiền. My Kingdom. Ủa, 2 cái rồi. Đấy. 2 cái luôn. Đủ chưa? Đủ rồi ha, quá trời nhiều ha. Đó. Đưa một tờ mà lời được mấy tờ luôn. Rồi gấp tiền vô nhét vào túi. Tiền. Nhiều không em? Có bao nhiêu món ở trong đây? Mình mua cái này hết bao nhiêu nhỉ em nhỉ? 3, 4. Em bây cầm phụ em đi em bây. Cầm bánh. 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Mai mua tiếp. Hình như có quán ngoài kia có hình như có. Quán nào? Quán gần ngoài kia nữa. Đi ra thôi. Đi ra coi. Xe có chừng xe nha. Xe đuổi em đi kìa. Xe đuổi em đi kìa. Đố Bi. Đố Bi đuổi được em á. Bắt đi. Bắt em kìa, đừng có bắt chiếc xe. Bắt em kìa, đừng có bắt chiếc xe. Đi. Đây chính là túi bánh kẹo hôm qua mua nè. Thực chất là có rất là nhiều món, nhưng mà đi tìm thì không có thấy người ta bán nữa, hoặc có bán nhưng mà rất hiếm ở những chỗ khác. Đến xem thử coi là có bao nhiêu món ở trong đây nhá. Ok, chúng ta bắt đầu đếm nào. 1, 2 món, 3 món, 4 món, 5 món, 6 món. Đây là gà bít ba bôn hình xăm. 7 món, 8 món, 9 món. Đây là mình có 9 món ăn về ngày xưa nha các bạn. Cái kiểu ngày xưa mà cứ quẳng tù xì xem qua ai thắng thì mới được mở trước. Đây là món
Cái món đầu tiên chúng ta mở đó chính là viên kẹo đồng xu sô-cô-la này. Mình nhớ hổng nhầm thì hồi lớp 6, lớp 7 mình có mua ở ngoài tạp hóa có giá là 1.000 đồng. Và đến thời điểm bây giờ mình thấy là giá cũng không thay đổi luôn. Ở trong mỗi viên kẹo đồng xu đều có in hình như thế này. Một số đồng xu khác thì in hình khác nhau. Hồi còn nhỏ cứ mỗi lần đến ngày Tết là mẹ lại mua cho một túi sô-cô-la kẹo đồng xu này. Lịch đồng một tuần, hình một lô nha các bạn. Đây, đây là cục sô-cô-la của mình. Ngon, mình cho một miệng luôn ạ. Nó có ngọt không có đắng nha các bạn. Kẹo sô-cô-la này hầu hết là dành cho tất cả các trẻ em ăn nên là chỉ có vị ngọt, không có đắng mà ngoài ra còn có mùi thơm và béo béo của sô-cô-la nữa. Cái tiếp theo đó chính là xi gum hình xăm. Các bạn 8X, 9X chắc chắn là không thể quên cái này đúng không nè. Hồi xưa cái này là thịnh lắm luôn. Đa số là xi gum không có ăn được bao nhiêu nhưng mà tò mò cái hình xăm ở trong đây là nhiều. Mỗi lần mua là vài ba viên, có khi ăn cả hai viên cùng một lúc rồi để dành mấy cái hình xăm rồi cất vô hộp. Kết quả là không có xăm lên người mà đi khè với những đứa khác. Đây là hình xăm nha các bạn. Đây. Đây là hình xăm nha các bạn. Hình xăm ở đây. Làm sao đặt vô vậy hả? Vô xăm. Hơi đau rồi. Cái tay của Bi có mồ hôi, nó không có ăn hả? Đúng không? Nghi quá à. Bi phải đi rửa tay, Bi lau tay. Tay em nha. Tay em đặt lên đây. Đây. Vừa mà nha. Nào. Ừ, nó làm được một nửa. Cái này rất là đẹp luôn nha. Nào, hay coi. Không thấy hết trơn nè. Đây. Ủa cái gì? Cái này không xăm được cả Bi. Đây, ở đây cũng là xăm rồi. Chưa. Nè, lột cái này ra đi, lột cái này đi. Hai người đó. Ừ, hai người đưa tay em đây. Đây. Hồi trước chơi mấy cái này kỹ lắm luôn, vừa đặt lên tay hết đập rồi gãi đến nỗi mà cái tay nó đỏ lè lên luôn á. Mục đích là để cho cái hình xăm dính hết vô tay. Có khi những đứa từng xăm cái hình này những lúc đi tắm còn không dám kỳ luôn. Hài vãi. Ê, nhìn miệng anh Bi rồi vậy. Wow các bạn ơi, hơi bị đẹp nè, luôn nè. Nè em lấy cái miếng giấy này em lượm serum lên đi. Đó, gói lại đem bỏ sạch rác. Đây, bỏ vô đây. Cái tiếp theo. Bỏ vô đây bột. Thôi để nó bay anh bay. Rồi, anh chọn nha. Đây là xà lách mà giòn giòn hương vị tôm nha các bạn. Giòn giòn hương vị tôm nha các bạn. Bịch xì nát mình thì bao nhiêu ký ức ùa về. Mỗi lần tổ chức sinh nhật thì lại được mua cái bịch thật to. Ở trong bịch có khoảng 16 hay là 24 bịch nhỏ như thế này nè. Thanh và có những cái hình vuông nữa nha các bạn. Đây là thanh. Còn đây là hình vuông. Ngon quá à. Mời bạn bè đến dự sinh nhật là chia cho mỗi người một bịch. Có độc không hả? Thử ăn xong rồi có độc không hả? Cho gì miếng. Ngon quá à. Hồi đó anh bán xì nách là cứ bốc chia cho mỗi người một miếng như thế này nè. Ăn kem thì mỗi đứa liếm một lần, thằng này liếm xong thì lại đến thằng khác. Kẹo chip chip này hồi xưa mình mua chỉ có 500 đồng một bịch, bây giờ là 1.000 một bịch. Mà cách đây là 14-15 năm rồi á. Trời ơi, nghĩ lại sao mà cái giá nó lại rẻ đến như vậy chứ. Hồi xưa Lê si thích ăn kẹo này với bánh bao sữa lắm luôn. Không biết có bạn nào biết bánh bao sữa không ta. Bây giờ mình tìm mua bánh bao sữa khó lắm luôn. Các bạn.
Bích Bê Bô này thì hầu như là thế hệ nào cũng biết. Hồi xưa ăn mấy cái kẹo này là đổi màu môi lưỡi răng luôn. Mình chỉ ăn có một viên thôi là đã cảm giác đầy miệng rồi. Mấy anh của mình thì kết hợp hai viên hai màu cùng một lúc để cho nó đổi màu. Ngoài ra còn thổi bong bóng to hơn nữa. Không biết có bạn nào còn nhớ không, hồi xưa còn quảng cáo Bích Bê Bô ở trên TV nữa. Quảng cáo có mấy con tắc kè ăn xì gung vô thổi bong bóng lên xong nó đổi màu. Đây, đây là củ xin gum nha các bạn. Thổi bóng được chưa? Chưa, phải cạo giảm nó mới. Giảm là giảm mình mới thổi bóng được. Vui quá hả? Ăn cạo sung sướng quá hả? Con nít đâu thổi bong bóng được không? Con nít không thổi được bong bóng hả? Đây mình sẽ chọn cái viên C bị căng này nha các bạn. Là kẹo keo. Tôi là kẹo keo. Tôi là kẹo keo. Tôi là kẹo này kẹo lớn. Đây. Quên đây, đây mình tới món cuối cùng là hai cây cặm bút này nha các bạn. Đây, một cây cặm bút bảy sắc cầu vồng và cây cặm bút bị cherry hương nho nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo của Lan Hansi. Bye bye.